Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu hơn về kem trị nám Berry Plus Thái Lan và giải đáp những thắc mắc phổ biến xoay quanh sản phẩm này mà ít có ai chia sẻ cho bạn. Những tác dụng phụ không mong muốn, cách sử dụng và kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da khác sao cho hiệu quả. Kem Berry Plus là một sản phẩm làm đẹp với các thành phần tự nhiên và an toàn. Tuy nhiên, như mọi sản phẩm khác, nó cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ đối với một số bạn có da nhạy cảm. Da nhạy cảm thường phản ứng với các thành phần trong kem, có thể làm cho da bạn bị đỏ, thông thường thì hầu hết mọi loại kem dưỡng da kết hợp trị nám thường làm cho da nhạy cảm bị đỏ hoặc hơi rát. Hoặc tác dụng phụ khác khiến bạn hơi lo lắng là da hơi ngứa và châm chích, một phần do da bạn quá nhạy cảm, một phần khác nữa là do da chưa quen với kem, một số thành phần làm da bị tác động nên cảm giác hơi ngứa khó chịu. Những triệu chứng như trên thường dễ gặp phải khi bạn dùng kem Berry Plus, nhưng bạn yên tâm là kem không gây hại cho da của bạn, nên bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhé. Nếu quá khó chịu hoặc hơi lo lắng thì bạn có thể dừng kem khoảng 3-4 ngày, sau đó dùng lại thì thường sẽ không còn những triệu chứng đỏ da hay ngứa châm chích. Trường hợp bị tác dụng phụ nặng hơn là da đỏ sưng tấy lên hoặc nổi mụn một cách bất thường thì bạn nên dừng kem lại. Vì có thể da của bạn quá mẩn cảm và không hợp với kem berry. Trường hợp như vậy bạn nên dùng nước muối sinh lý để rửa mặt mỗi ngày cho da dịu lại, sau khoảng vài ngày da sẽ trở lại bình thường. Để tránh gặp phải tác dụng phụ, hãy bôi thử kem berry trên một vùng nhỏ của da trước khi sử dụng toàn bộ khuôn mặt và luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Nếu gặp bất kỳ dấu hiệu không bình thường nào, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu. Việc kết hợp kem Berry Plus Thái Lan với các sản phẩm làm đẹp khác là nên dùng để da được chăm sóc và đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải tìm ra sự kết hợp phù hợp nhất cho làn da của bạn. Hãy tìm hiểu kỹ về từng sản phẩm và hiểu rõ làn da của bạn trước khi quyết định dùng. Sự kết hợp đúng đắn giữa serum, sữa rửa mặt và đặc biệt là kem chống nắng có thể tăng cường các công dụng và mang lại kết quả nhanh nhất cho bạn. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng, hãy đặt trách nhiệm chăm sóc da lên hàng đầu và luôn thấu hiểu nhu cầu cụ thể về làn da của bạn. Sản phẩm Berry Plus Thái Lan đã được nhiều người tiêu dùng với hy vọng cải thiện làn da một cách hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, mỗi làn da là một câu chuyện riêng và thời gian để thấy được kết quả có thể biến đổi đáng kể. Đa số người sẽ cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt sau khoảng 1 đến 2 tháng sử dụng đều đặn. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng phản hồi cảm thấy da thay đổi rõ rệt chỉ sau 1 đến 2 tuần sử dụng. Điều quan trọng là kiên nhẫn và kiên trì trong việc chăm sóc da đồng thời tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên sự tự tin và dáng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.